ChatGPT, từ khóa hot nhất trên toàn thế giới hiện nay. Vậy ChatGPT là gì? Đây là một mô hình ngôn ngữ trực tuyến được xây dựng bởi OpenAI, được mô tả là trí tuệ nhân tạo siêu thông minh, đa tài, có thể trả lời mọi thứ như người thật. Được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, ngay lập tức đã gây bão trên Internet khi trong vòng chưa đầy một tuần, ChatGPT đã thu hút 1 triệu người dùng và sau 40 ngày đã cán đích 10 triệu người sử dụng mỗi ngày. Tổng thống Israel đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên nhờ siêu trí tuệ nhân tạo này hỗ trợ viết bài phát biểu cho mình, trong đó có đoạn trích dẫn đầy cảm hứng. Chúng ta đừng quên nhân tính chính là thứ khiến chúng ta thực sự trở nên đặc biệt trong thế giới này. Không phải máy móc sẽ định hình vận mệnh của chúng ta, mà nó là trái tim, khối óc và sự quyết tâm của chúng ta để tạo ra ngày mai tươi sáng hơn cho toàn nhân loại. Liệu trong tương lai, ChatGPT có xoán ngôi thống trị của Google và làm cho một số người trong chúng ta trở nên thất nghiệp?